Thưa quý vị và các bạn, chưa có bất cứ một giấy tờ gì, nhưng mà gần 3 năm nay, một cơ sở chế biến răm gỗ tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã ngang nhiên mọc lên và hoạt động rầm rộ, bất chấp lệnh đình chỉ của cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên Cuộc Sống 24 giờ. Mặc dù đã bị đình chỉ hoạt động hơn 5 tháng nay, thế nhưng cơ sở sản xuất răm gỗ tại xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình vẫn ngang nhiên hoạt động. Tại thời điểm phóng viên ghi hình, hàng loạt xe reo, máy kéo sở đầy gỗ keo đang tập kết. Quá đụng thì hoàn toàn là bán chứ đúng, bán em bị bét. Cùng huyền cùng là biến bản đồ, đồ đi chỉ rồi thì bọn em chắc không phải bọn em, nhưng khó khăn quá thì bọn em xin tạm dừng. Đang tập kết tại đây, hệ thống dây chuyền hoạt động hết công suất. Được biết, cơ sở sản xuất gỗ răm này có diện tích 0,5 hectare. Năm 2017, chủ lô đất là ông Đăng Văn Thanh, tự ý san gạt làm bãi tập kết, sản xuất răm gỗ, nhưng sau đó đã bị Ủy ban Nhân dân xã Kim Thủy đình chỉ hoạt động. Thế nhưng đến tháng 12 năm 2019, ông Thanh đã cho ông Trần Văn Dương thuê lại, tiếp tục làm bãi tập kết, sản xuất răm gỗ với công suất từ 40 đến 80 tấn một ngày. Do không có bất kỳ một giấy tờ gì, tháng 1 năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lệ Thủy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động. Thế nhưng, cơ sở này vẫn không chấp hành. Vi phạm lớn nhất của đơn vị này đó là tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trồng rừng sang đất sản xuất công nghiệp mà chưa được cơ quan thẩm quyền cho phép. Ngoài ra, cái hoạt động này chưa có các hồ sơ về môi trường để đảm bảo các vấn đề về độ ôn, độ bụi mà được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, đó là hai cái lỗi chính. Còn ngoài ra cả cái lỗi ví dụ như là cả cái lỗi về ngành nông nghiệp ạ. Nhưng mà để đảm bảo quy định pháp luật thì trước hết là ủy ban huyện, ủy ban xã phải tập trung chỉ đạo xử lý vi phạm hành chính. Mặc dù thời gian qua đã có xử lý rồi nhưng mà chưa dứt điểm, thì thời gian này phải củng cố lại hồ sơ và tiếp tục xử lý vi phạm hành chính, và đặc biệt là phải cưỡng chế vi phạm hành chính, tháo dỡ trước 30 tháng 8. Theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình, việc để tái diễn tình trạng sản xuất răm gỗ không phép, trách nhiệm trước hết thuộc về chính quyền xã Kim Thủy và huyện Lệ Thủy. Trong thời gian tới, yêu cầu địa phương huyện Lệ Thủy phải kiên quyết xử lý nghiêm và triệt để tình trạng này.